không thực phẩm chức năng của Nhật á, trường Thịnh Group ở gần nhà tôi nè. Bên khu Tân Hương. Cái số barcode nè. Dạ dạ. Đó, đó. Đó. Nếu như một cái loại tờ một tạo bàn thì nó sẽ có một cái mã y như vậy đó. Nó có một cái mã y như thôi. Dạ. Con đừng có buồn nha, tại dạ không sao chú, con mua đó, chú mua cái tòi đó, tại chú không phải uống rồi. Dạ không sao, con không cần phải, tại vì những cái dòng này nó nội địa thì đặt tâm lý mình không nguồn gốc rõ ràng thì mình cũng hơi không sao, cô chú cứ kiểm tra đầy đủ à. Rồi con cứ đó từ sau này con muốn cứ rồi lần đầu tiên mới thấy cái hũ nhân sâm gì mà giống như cái bông gì đẹp quá. Rồi sâm này giống như là đạo gì, giống như công giáo luôn. Cái củ sâm chưa khoảng chừng củ sâm đẹp nó giống như là hình người công giáo vậy. 10 giờ qua lấy. 10 giờ để tại không có đem số tiền á. Đây là tiệm nhân sâm ở chợ Tân Hương nha quý vị nào có nhu cầu thì tới đây mua ủng hộ nha, nhân sâm đây. Trời đẹp quá, giống như bông củ sâm ngon quá. Nhưng mà cái này chắc cũng khá dữ rồi, rẻ tiền. Ngộ, mấy củ sâm này ngộ quá, hình thù đẹp quá. Đẹp. Lạ, mới lần đầu tiên thấy nhân sâm ở dạng này á. Quá đẹp. Đây là nhưng mà không sao, cứ mua đại bỏ cũng được rồi. Sâm này ra bông ngộ quá. Cái này là 10, từ 10 triệu đâu. Gần 10 triệu đồng. Mình mua cái đó cũng được, con thấy được không? Hộp nó mấy viên vậy? 60 triệu bây giờ. Chút xíu chú Hoành rồi, chú lấy cái hộp để không đem con. Con bây giờ chú phải lấy nó uống một hộp trước đi rồi. Rồi. Thank you.
đi xăm á, hồng xăm của Hàn Quốc. Quá rồi trời, hàng siêu thị nè các bạn. Nhật, Korea, đó, linh chi rồi mọi người. Cửa hàng của Dion quá trời, quá lớn.